SSG fulfills your dreams because we know you. We build for you. Không gian sống xanh mát. Vị trí thuận lợi. Tiện nghi hiện đại. Bạn đang băn khoăn tìm một môi trường sống lý tưởng với các dịch vụ đầy đủ, hạ tầng hoàn thiện cho gia đình. Hãy cùng chúng tôi khám phá một trong những chuẩn mực cho một cuộc sống hoàn hảo từ Thảo Điền Pearl. Thảo Điền Pearl nằm trong chuỗi các dự án bất động sản có quy mô dọc sông Sài Gòn do tập đoàn SSG đầu tư như Sài Gòn Pearl, SSG Tower, Sài Gòn Airport Plaza. Sự xuất hiện của Thảo Điền Pearl thực sự là giải pháp trọn vẹn cho nhịp sống hiện đại, với việc tổng hòa đầy đủ các yếu tố thuận lợi từ vị trí, hạ tầng cơ sở đến các dịch vụ tiện ích. Một công trình kiến trúc với sự hòa quyện giữa 3 tầng trung tâm thương mại sầm uất và 2 tòa tháp căn hộ giữa không gian xanh bên cạnh sông Sài Gòn là điểm nhấn của cửa ngõ khu vực làng biệt thự Thảo Điền, quận 2. Chính thức được công ty cổ phần địa ốc và xây dựng SSG 2 khởi công vào ngày 25 tháng 5 năm 2010 với quy mô 33 tầng. Thảo Điền Pearl là một khu phức hợp gồm căn hộ, trung tâm thương mại, dịch vụ, hồ bơi tại tầng 4. Tọa lạc tại một vị trí tuyệt đẹp nằm ven sông Sài Gòn với tổng diện tích 12.855 m². Dự án là điểm nhấn kiến trúc tại cửa ngõ phía đông, nằm trong khu quy hoạch Bắc xa lộ Hà Nội, là nơi tập trung các công trình nhà ở, dịch vụ công cộng cao cấp trong quá trình đô thị hóa thành phố Hồ Chí Minh tại trung tâm quận 2. Điểm thuận lợi của dự án Thảo Điền Pearl là nằm trên trục giao thông chính của tuyến metro, xe buýt dọc xa lộ Hà Nội. Dự án kết nối trực tiếp vào ga số 6, ga Thảo Điền của tuyến metro Bến Thành, Suối Tiên. Đây là tuyến metro đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh và cũng là đầu tiên trên cả nước. Dự kiến sẽ được khởi công trong quý 2 năm 2012. Từ lợi thế về vị trí sát sông Sài Gòn, các căn hộ tại đây đều có tầm nhìn hướng ra bờ sông để lấy cảnh quan thông thoáng. Hệ thống cung cấp gió tươi đã qua xử lý, được đưa vào từng căn hộ và các khoảng đệm loza xử lý bức xạ nắng. Do đó, người sử dụng được hòa mình cùng thiên nhiên và có thể tận hưởng không khí trong lành do thiên nhiên ban tặng. Thảo Điền Pearl đáp ứng tốt nhất nhu cầu sống đẳng cấp bởi các tiện ích từ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, thư giãn, học tập nhằm tạo sự thuận tiện tối đa cho người sử dụng. Tầng dịch vụ tại tầng 4 với các khu vực công cộng cho tòa nhà như cafe shop, phòng tập thể dục, thư viện, phòng sinh hoạt cộng đồng, khu hồ bơi, sân chơi, cây xanh công viên. Tất cả đều được quy hoạch đảm bảo an ninh và thuận tiện tối đa cho người sử dụng. Khu căn hộ cao 25 tầng với căn hộ tiêu chuẩn có diện tích từ 95 m² đến 136 m². Khu penthouse sân vườn và penthouse hồ bơi có diện tích 400 m² được bố trí thông thoáng và trang hòa ánh sáng, sẽ mang đến cho các hộ gia đình một không gian sống lý tưởng sau những giờ làm việc và học tập.